Theo quan niệm dân gian, cái tên sẽ đi theo suốt cuộc đời của con người, ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai về sau. Vì vậy, các bậc làm cha làm mẹ với bao hoài bão ước mơ chứa đựng trong cái tên. Khi đặt tên cho con, đó là cầu mong cho con mình có được một cuộc sống an lành và tốt đẹp. Chính vì hiểu được điều đó, nên hôm nay mình sẽ gợi ý giúp bố mẹ những cái tên hay để đặt cho bé yêu sinh vào năm Nhâm Dần sắp tới nha. Người cầm tinh con hổ trong tam hợp với các tuổi Dần, Ngọ, Tuất. Tam hợp có tác dụng trợ giúp rất lớn đối với vận mệnh của con người. Vậy nên khi chọn tên, bạn nên dùng những chữ trong tam hợp đó để con cái bạn có sức khỏe dồi dào, được quý nhân phù trợ và tài vận được tốt đẹp. Những tên hay để đặt cho bé như sau, ví dụ như là Đăng, Phùng, Kiên, Thành rất tốt cho người tuổi Dần, bởi nhờ sự trợ giúp của tam hợp nên vận mệnh càng tốt, sẽ được quý nhân trợ giúp cả đời. Khi đặt tên cho người tuổi Dần, bạn nên dùng các chữ thuộc bộ vương, có nghĩa là vua đó. Ngọc, Lệnh, có nghĩa là tốt, Đại có nghĩa là lớn. Nên dùng vì hổ thích làm vua muôn loài động vật, thích ra lệnh, nắm quyền to và mang hàm ý về sự oai phong, lẫm liệt của chúa Sơn Lâm. Theo ngũ hành, bé trai tuổi Nhâm Dần hợp với mệnh kim và những cái tên phù hợp đó chính là Khải, Bảo, Vinh, Thái, Tuấn, Lâm, Triều, Uy Vũ, Việt Dũng đều mang những ý nghĩa tốt đẹp phú quý cho con. Người tuổi Dần dù nam hay nữ đều mạnh mẽ và thống lĩnh như hổ, nên mẹ tránh đặt những tên mang ý nghĩa yếu đuối hay tù túng nha các mẹ. Đối với bé gái tuổi Dần thuộc hành mộc, theo địa chi, theo ngũ hành thì thủy sinh cho mộc. Vì vậy nếu dùng các chữ thuộc bộ thủy, có nghĩa là nước ạ, để đặt tên thì con sẽ ôn hòa, hiền thục, được cả danh lẫn lợi. Ví dụ những tên như là Hải, Giang, Hà, Tuyết, Băng, Thủy, Mi, Tuyền, Thanh hoặc là Thuần cũng sẽ mang lại những điều tốt đẹp cho bé gái tuổi Dần. Người tuổi Dần khi chọn tên nên chọn những chữ trong bộ kim, những tên thuộc bộ kim như sau: Kim, Xuyến, Linh, Ngân, Cẩm hoặc Bảo. Trên đây là một số những tên hay được gợi ý cho bé yêu sinh năm 2022 Nhâm Dần. Bố mẹ đã nghĩ ra cái tên nào thật hay cho em bé nhà mình chưa? Các bạn nhớ comment dưới đây cho mình và mọi người cùng được biết nhé.